Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Đồ, bình luận viên tào lao chào bao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Đây là kèo 44 tự do nha các bạn. Đứng trước màn ông kính nó làm là Phong Lêu Lam chẳng bàn Khang 2m2 và Chí Linh chuyện 2. Còn bên kia với sự xuất hiện của Tiến Đen, Tấn Mãi, Hoài Hận và chuyện 2. Đây là kèo mấy điểm ơi? Máu quyết liệt. Đầu 15, mấy sao bên kia là tem của ông Phong, Phong Tô Hiệp. Đây là địa chỉ. Rồi, okay, 15 tới hết. Sân của Lam Trân Bàn và Bùi Thanh Tâm. 0-0. Phản ra công cho Tiến Đen. Một pha kết thúc tốt của Tiến Đen. Sân này là từ ngã ba chợ Trắng Bàn chạy về hướng Lộc Giang tầm khoảng 3-4 cây nha các bạn, ngay cái cua. Ngay cái cua và gặp nhà thuốc Tây. Karaoke Ngọc Chỉnh. Trung Chỉnh chứ các bạn ơi. Karaoke Trung Chỉnh ngay ngã ba kế tiệm thuốc Tây. Như tụi Tây Phú Linh gì đó. Cái gì? Wow. Một pha rắp trắng quá tốt của Phong Liêu và Khang. Từ ngã ba Trắng Bàn các bạn, chợ Trắng Bàn chạy về hướng Lộc Giang. Ngay cái ngã ba và trước mặt là hướng là cây cầu và bên tay trái là karaoke Trung Chỉnh. Vẹo vào khoảng chừng 100-200 mét thôi, thấy bạn muốn chuyền làm Trắng Bàn nha. Lại một pha chuyền hay quá khó cho Tiến Đen và lợi thế chiều cao của mình của Khang 2m2. Sân này xung quanh cây cỏ rất mát các bạn ơi. 3-1. Chưa nắng không? Tiến Đen. Một pha xử lý tốt của Tiến Đen. 2-3. Đây là sân của Bùi Thanh Tâm và Lam Trắng Bàn. Các bạn nào có yêu quý Bùi Thanh Tâm và Lam Trắng Bàn hãy đến đây ủng hộ em đó nha. Khang. Khang đối đầu với đồng đội của mình. Trước đây là câu lạc bộ Long An. Mà một pha chân bóng quá tốt của Hoài Hận. Hoài Hận 1m9, Khang 2m02. Ba đều. Phong Liêu. Một pha kết thúc quá ngọt của Phong Liêu. Sân này là cát núi, dạng cát núi nha các bạn. Cho nên hơi trơn trượt hơi như các bình thường nha. 4-3. Buôn bay. Tiếp tục. Phản công cho Lam Trắng Bàn. Một pha tranh chấp tốt của Hoài Hận trước Khang, người đồng đội cũ của mình. 4 đều. Buôn. Buôn. Phong Liêu. Quá ghê. Một pha chạm tay trắng của Hoài Hận và Tiến Đen. 5-4. Sân này có thể nói là hợp với Phong Liêu nha các bạn. Sân này giống như là bãi biển. Cát này giống như cát của bãi biển. 5-4. Quá hay. Một pha chuyền hai ăn ý giữa chuyền hai và Tấn Mãi. 5 đều. Một pha bỏ bóng tình cảm của Lâm Trắng Bàn. 6-5. Làm phát bóng ra ngoài. 6 đều.
Một pha xử lý quá hay của Phong Lưu. 7-6. Lại là làm cho bàn phá bóng hỏng. 7 đều. Quá ghê cho Khang. 22. Một pha nổ sân vừa rồi. 8-7. Các bạn nào có đam mê SHI, SHX xịn nha các bạn, hãy đến với kênh YouTube của Vũ Tấn SH. Địa chỉ 210 Sẹt 9A, đường số 11, phường Trường Thọ, Thủ Đức. Tám đều. Phong Lưu. Quá ghê cho Phong Lưu. 9-8. Một pha kết thúc đầy quy lực của Phong Lưu. 1-1 không thể hiểu nổi của Chí Linh. Một pha quá đơn giản, chỉ là nằm bóng lọt tay. 9-0. Tội đồ luôn. 1 pha trắng bóng tốt của Tiếng Đen vậy rồi. Trước Phong Lưu. 10-9. Phong Lưu kết thúc đầy quy lực biên số 4 của mình vừa rồi. Trước Tiếng Đen. 10-0. Ở sân này xung quanh có những bụi tre rất mát mẻ. Chờ những bụi tre và trước mặt là những cái cây cổ thụ trước các bạn thấy không? Rất mát. Hoài Hận. Một pha kéo đường y quá hay của Hoài Hận trước Phong Lưu. 11-10. Quá hay cho Tiếng Đen. Đúng như tên, Tiếng Đen đã trở lại đường đua rồi. Lần thứ hai Tiếng Đen chân bóng quá tuyệt vời trước Phong Lưu. 12-10. Lại một pha trắng quá hay, ráp trắng của Tiếng Đen và Hoài Hận. Tiếng Đen trước đây từng đánh cho Vĩnh Long và Hoài Hận là câu lạc bộ của Long An. Những vận động viên trong nhà ráp trắng rất tuyệt vời. 13-10. Một pha đầy quy lực của Phong Lưu. 11-13. Lại là làm cho bàn phá bóng hỏng ra ngoài. Đáng tiếc cho chuyền hai bên của phía Tiếng Đen phá bóng hỏng. 12-14. 15 tới nha các bạn. Một pha lọt trắng của Hoài Hận quá hay. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng team của Phong Tân Hiệp, Tiếng Đen, Hoài Hận, Tấn Mãi và Truyền Hai. Ở ngoài có Lương Truyền Hai và Khánh Mớm. Bầu Phong Tân Hiệp. Phong Tân Hiệp
Hà Tĩnh cũng có mặt, Trảng Bàng cũng có mặt, nói chung đâu đâu cũng có mọc ông Phong Tân Hiệp. Rất chịu chơi, rất chịu đi du lịch. Xin nhắc lại các bạn biết ra đây là sân của Lam Trảng Bàng và Bùi Thanh Tâm. Từ ngã ba chợ Trảng Bàng chạy về hướng ngã ba Lộc Giang. Các bạn có thấy tới cái dốc ngã ba gặp cây cầu và bên trái là karaoke Ngọc Trịnh. Trung Trịnh, trời ơi. Karaoke Trung Trịnh nha các bạn. Quẹo vào hướng karaoke Trung Trịnh khoảng 100-200m là gặp sân bóng Lam Trảng Bàng nha. Ok men. Xin mời các bạn tiếp tục trận đấu này nha.